Nhớ ấn thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh cho audio truyện hay nha các bạn. Truyện Tổng giám đốc anh thật là hư. Phần 17 Em đoán thử xem. Lạc ngạo thực thở gấp liên tục, giọng nói có chút thâm trầm. Giờ phút này anh cực kỳ cảm thấy thoải mái, thật chẳng hiếm khi cô chịu phối hợp cùng anh như vậy. Anh không phủ nhận, lại còn bắt cô phải đoán, khiến cô hết sức đau lòng một chút cảm giác tỉnh táo vây lấy cô, trong lòng không ngừng dằn vặt. Cô vẫn dùng sức đẩy cánh tay anh, bắt đầu sờ soạn dọc trên lòng ngực trắng chắc, như là không thể chịu nổi nhiệt tình mà anh mang đến, dày vò anh phân tâm. Anh nhất định có nhiều phụ nữ bên cạnh. Thường hay mang theo về nhà, có đúng hay không? Nếu không, dường anh làm sao ghê tởm thế này? Nghe cô nói vậy anh càng dùng thêm lực đạo, điên cuồng mạnh mẽ đâm tới căn bản không quan tâm cô tổn thương thế nào. Hai tay anh dùng sức nắm chặt cái mông của cô, mười đầu ngón tay màu đồng như bóp chặt vào làn da mịn màng, đi kèm là động tác giả mang không kém. đúng, em thật thông minh. anh rất là thích đem theo phụ nữ về nhà, cũng giống như em bây giờ, cùng nhau làm cho đối phương thỏa mãn. bẩn. ưng. Ừ. anh thật bẩn. cô đau lòng hô to. Mặc dù đạt được bằng chứng trong tay, nhưng là trong lòng vô cùng mất hứng. Trái tim có lúc tê dại, nhưng lại không hiểu vì sao. Đang đắm chìm trong đam mê, nhưng cặp mắt hẹp dài vẫn không quên nhìn chăm chú người bên dưới. Không phải là câu trả lời em mong muốn sao? Anh càng bẩn, chỉ ít em phải hài lòng chứ. Vũ nghe gần như phẫn nộ, giận dữ nói lẫy. Anh xấu xa như vậy, coi chừng nhiễm HIV đến lúc đó đừng nói tại sao. Câm miệng. Anh chợt ngừng di chuyển, trong mắt tản ra lạnh băng, khiến người khác phải sợ hãi. Cô khẽ ngẩng đầu dậy. Vợ như khiêu khích. Tại sao chứ, em nói không đúng à? Anh xấu xa như vậy, có ngày bị nhiễm HIV. Lạc ngạo thực, đây là lời khuyên chân thành, anh mau trả lại lạc giật trả cho em. Em đừng vọng tưởng anh nhất định không giao thằng bé cho em. Nhắc tới chuyện tình đứa nhỏ, làm cho ý chí chiến đấu sụt sôi dường như mất hẳn. Bao nhiêu khí lực hăng hái đều mất, anh rút nhẹ thằng nhỏ ra khỏi chỗ kín của cô. Một vài chất dịch trong suốt từ giữa chỗ kín giao nhau của hai cơ thể chậm rãi nhỏ giọt, sau đó nhanh chóng rơi xuống, in trên tấm ra trải giường màu xanh lam đậm, tạo thành dấu ấn vừa mới ân ái. Lạc ngạo thực, vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Dù anh không giao thằng bé cho em, cũng nên cho em nhìn mặt nó chứ. Tại sao anh lại tước đoạt tư cách làm mẹ của em? Vũ Nghê kích động ngồi dậy, cũng không để ý tới tư thế phóng đảng của mình, cả nửa thân dưới hoàn toàn lộ ra. Bởi vì em không xứng đáng làm mẹ lạc giật. Anh thuận miệng cho một lý do. Vũ Nghê cầm một cái gối, hung hăng ném lên trên đầu lạc ngạo thực, vài tiếng phịch, phịch vang lên trên mặt anh. Anh đoạt lấy cái gối, dùng sức quăng trên mặt đất, nổi giận hô to. Em đùa bẩn điên rồi đúng không? Lạc ngạo thực, anh không có quyền nói đến tư cách ở đây, bản thân anh cũng không hơn gì. Thân là mẹ của lạc vật, em có nghĩa vụ bảo vệ thằng bé tránh xa con người như anh. Anh quá nguy hiểm, em làm sao có thể để cho con mình sống với một người luôn bị rình rập bởi HIV. Em câm miệng lại cho anh anh tức giận hô to đồng thời nắm lấy tóc cô đem cô hướng lên giường lớn ép cho cái miệng và lỗ mũi cô áp sát trong chăn ư ừ, lạc vũ nghê hoảng sợ phất tay kêu cứu lạc ngạo thực đặt sống lưng vũ nghê trước mặt mình tình cảm có chút giảm sút em muốn nguyền rủa anh sao phó vũ nghê nếu mà thật sự như thế anh cũng sẽ không bỏ qua cho em tốt chúng ta cùng nhau nhiễm bệnh đợi khi cô gần như ngạt thở, hô hấp hít thở không thông, anh rốt cuộc cũng buông lỏng cô ra. Đôi tay to lớn nâng lên phần eo mảnh khảnh. Bắt đầu điên cuồng muốn cô ngay từ phía sau. Anh dùng động tác giả mang chậm rãi trừng phạt cô, mỗi một lần di chuyển để lại bao nhiêu đau nhức tột cùng. Bị anh hành hạ cho đến tê liệt toàn thân, cô vẫn như cũ tuyên bố. Em không từ bỏ lạc giật em nhất định sẽ giành lại thằng bé nói xong cô gắng gượng đẩy cơ thể anh ra đem hết sức lực nhích qua vị trí kế bên lạc ngạo thực nằm nghiêng lại nắm lấy quần áo của cô đừng ôn ào nữa anh bây giờ không còn hơi sức đưa em về nhà cô cầm lấy quần áo của mình ánh mắt tỏ ra cương quyết không cần phiền đến anh em có thể tự đi vũ nghe, em nên nghe lời một chút như thế sẽ có lợi hơn anh ngưng mắt nhìn cô, giọng điệu rất chân thành. Anh cho rằng em là con nít sao? Đừng lãng phí nhiều lời như vậy. Vừa nói cô vừa suy nghĩ tìm cách nhanh chóng rời đây. Thấy bộ dạng không ngoan của cô, anh bất ngờ túng lại, bàn tay to lơ đáng chọc được cây trăm cài áo xinh đẹp, một góc bén nhọn xước qua, đầu ngón tay thoáng chốc chảy máu. Chết tiệt, thời buổi gì rồi, em lại còn mang trăm cài áo bị anh vô tình chất vấn khiến cô một phen hốt hoảng ai cần anh quan tâm em thích thì mang thôi cô nhanh tay kéo về nhìn sơ qua gương mặt hoảng sợ kia ánh mắt anh thoáng chút hoài nghi anh đột nhiên đứng thẳng nhèo mắt lại nhìn cô chăm chú bàn tay to lần nữa vuốt ve chiếc trăm cài áo nói cho anh biết đây là cái gì trăm cài áo lạc ngạo thực níu lấy dùng sức xé ra quần áo vũ nghê bị rách một mảng chiếc trăm cài áo nằm trọn trong tay anh anh cẩn thận tra xét một chút nháy mắt khuôn mặt tối sầm không tệ quả nhiên là xuất thân từ ký giả có được thiết bị ghi âm tân tiến như vậy lại còn tính ra tay gài bẫy anh em không hiểu anh đang nói cái gì có phải anh bệnh hoang tưởng hay không vũ nghê nhún vai một cái bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ thật rắc rối sao mình lại để anh ta phát hiện? Lạc ngạo thực khẽ nheo trong mắt. Bỏ thiết bị ghi âm vào túi, sau đó cảnh cáo nói. Phó Vũ Nghê, chỉ bằng một mớ hình ảnh ghi âm này, quan tòa cũng sẽ không đứng về phía của em. Vũ Nghê bị uy hiếp đến hốt hoảng, nhưng liền tỉnh táo ngay. Được, anh đừng quên mình vừa nói cái gì, vật chứng này trình lên quan tòa. Chưa chắc anh thoát tội. Cả một đêm lạm tình, vả lại còn cưỡng bách em. Anh chỉ nói đến tình một đêm, như thế là làm tình rồi sao? Lạc ngạo thực nghi ngờ hỏi. Đúng, chẳng lẽ anh thật quên mất? Mới vừa rồi anh có cưỡng bách em, chúng ta xảy ra quan hệ với nhau sao? Lại hỏi, ánh mắt tà ác nhìn từ trên xuống thân thể của cô. Gương mặt vũ nghe đỏ lên, theo bản năng khép hai chân vào, kéo cái mền qua che kín nửa người dưới anh làm những gì thì chỉ có mình anh biết. Lấy ra. Anh duỗi tay về phía lòng bàn tay cô. Lấy cái gì? Tất cả các thiết bị điện tử bao gồm USB. Gì chứ? Em làm gì có mấy thứ đó. Nếu em không ngoan ngoãn giao ra, đừng trách anh lục soát. Nói xong, anh liền dùng đến thân thể cường tráng chặn lấy cô. Bàn tay to bắt đầu xé rách quần áo của cô dù cho cô giấu ở đâu, anh cũng nhất định phải tìm cho ra, thậm chí là giấu trong quần áo, giày dép hay cả túi sách. Nhìn thấy hành động của anh, khiến cô dứt khoát chịu thua. Dừng lại, em sẽ đưa cho anh. Đồ đều ở trong ví da của em. Cô chỉ chỉ trên sàn nhà. Lạc ngạo thực không có đáp trả, bàn tay tiếp tục lùng sụp vào túi áo cô. Rốt cuộc, anh cũng mò được thiết bị bên trong vũ nghê thất bại nặng nề cô áp mặt vào giường than khóc chết tiệt mình vậy mà không thể qua mặt anh ta anh cầm món đồ trong tay giơ giơ trước mắt cô phó vũ nghê em bây giờ thật dối trá có thể nói anh biết lời nào của em là thật lòng hay không mọi thứ anh đã lấy được rồi mau buông em ra em muốn đi khỏi chỗ này cô phẫn nộ nhìn anh thật hận không xé nát khuôn mặt đắc ý kia nghĩ lại càng thấy chính mình ngu ngốc, rằng có một ngày trời, rốt cuộc đổi lại được gì. Không chỉ bị anh chơi đùa đến chán, thậm chí còn bị mất đi bằng chứng. Lạc ngạo thực đâm chiêu quan sát thiết bị, tò mò hỏi. Cái thứ này, ghi âm tốt và quay hình rất rõ sao? Không biết. Cô tức giận gầm nhẹ. Nếu như không nhầm, anh ta nhất định muốn dùng món đồ này tiếp tục làm nhục cô. Anh vốn nghĩ như thế, dù sao em cũng từng là phóng viên, ít nhất sẽ sử dụng thứ đồ hiệu quả. Sau khi đánh giá xong, anh liền thay đổi chủ đề. Ha ha, Vũ Nghe, anh vừa mới phát hiện, em cùng với anh làm tình trên giường cũng rất tình cảm, đem loại chuyện này quay thành một bản, xem chừng rất sáng tạo. Không tệ, đêm khuya yên tĩnh, chúng ta nên ôn lại kỷ niệm cũ một chút, một phen phong tình. Anh câm miệng em không giống anh vũ nghe ngượng ngùng hô to gương mặt ửng hồng như trái cà chua suỵt nghe lời anh người nào đó đem mấy vật dụng cất vào trong túi quần bắt đầu động tác không đứng đắn nhẹ nhàng kéo cô trở lại trên giường hai tay anh nắm chặt đầu vai mỏng manh nghiêm nghị mở miệng chuyện của chúng ta tiến triển thế này em cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội là thắng cho dù là một phần trăm ha ha một phần dù cho anh không bắt được âm mưu này của em em cũng thua cuộc anh tự tin nói anh còn có thể bẻ ngược tội danh của em về việc em vào quán bar gây chuyện thị phi em không có vì theo dõi anh cho nên mới đi vào đó sắc mặt của anh trở nên thâm trầm cô ấy thật sự vì đứa con sao luật pháp không nghe một phía mà họ nhìn vào chứng cớ trong tay anh vũ nghê mím môi rõ ràng cô đang thảm bại tình huống bây giờ của em ngày càng bất lợi thứ nhất em không có được công việc ổn định không nguồn thu nhập thứ hai tác phong sinh hoạt không đứng đắn thứ ba em dùng mọi thủ đoạn bất chấp chụp hình anh vũ nghê tỏ vẻ không phục nói ra yếu điểm chết người của anh thứ nhất anh hèn hạ giấu giếm sự tồn tại của đứa bé đột ngột tước quyền là mẹ của em. Thứ hai, anh cũng có đến quán ba dâm dục, chúng ta coi như huề nhau. Thứ ba, em hiện tại không có công việc, là do anh ác ý chèn ép, chứ không phải em không có năng lực làm việc. Thứ tư, anh làm em mất đi khả năng sinh đẻ về sau. Thứ năm, vừa mới nói đến điều lệ tiếp theo, trong mắt cô đã ửng đỏ, nước mắt lạ chả rơi xuống. Thứ năm, em thật sự nhớ thằng bé muốn nhìn thấy nó muốn ôm nó vào trong lòng chưa gì anh đã đem nó đưa đi nói tới chỗ này cô đã khóc không thành tiếng thấy nước mắt của cô lạc ngào thực có chút bối rối nhanh chóng di chuyển tầm mắt em đây cả đời chỉ sợ cái gì cũng sẽ không có lạc giật chính là tất cả của em cho dù xảy ra chuyện gì em đều muốn có thằng bé coi như là em thua thiệt nhưng mà em cũng chống án lần nữa. Chỉ cần em còn hơi thở cuối cùng, em vẫn phải tranh đứa bé với anh. Lạc ngạo thực trầm mặt thật lâu, rốt cuộc cũng quay đầu nói. Nếu em muốn cùng lạc vật sống chung một chỗ, thà rằng chấp nhận điều kiện của anh. Nếu không, chúng ta càng tốn thời gian. Có lẽ đến khi thằng bé tận 18 tuổi, em cũng chưa được nhìn thấy được nó. Anh dứt khoát không hề đe dọa. Anh! Lẽ nào anh thật tính toán như vậy? Lạc Ngạo thực ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Anh không hề có ý định đó, chỉ là anh càng hy vọng em lại có thể quay về bên anh, để cho lạc giật còn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Vũ Nghe, đây mới là phương cách tốt nhất, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ qua? Nếu như thằng bé cùng em sống chung, chẳng phải cũng thiếu đi tình thương của cha? thế thì lạc vật liệu có hạnh phúc hay không? Động tác ôn nhu khiến cô quên mất dãy dụa, nhịp tim mạnh mẽ của anh tác động tư tưởng tình cảm nơi cô. Mỗi một giây như muốn bao phủ, khắc chế cơ thể nhỏ bé của cô. Anh ta nói không sai, đứa bé chia lì dù cha hay mẹ, vẫn không sung sướng được gì. Lạc ngạo thực tiếp tục ung dung nói. Lạc vật càng lúc càng lớn, em thật cho rằng, đây là quyết định sáng suốt lạc ngạo thực đem quần áo trên sàn nhặt lên sau đó bỏ xuống giường em mặc vào đi anh đưa em về không cần lý luận cùng anh nữa cho em suy nghĩ một chút anh vẫn hy vọng con mình lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất lời của anh mỗi một chữ một câu kích động đáy lòng của cô đúng vậy cô chỉ muốn có được lạc giật muốn cùng thằng bé sống chung muốn nhìn thấy thằng bé mạnh khỏe vui vẻ lớn lên hoang hoang cũng từng kể qua nói rằng tâm nguyện lớn nhất của mình là có cả cha lẫn mẹ thế nên thằng bé mới một mực gài bẫy để cô và anh gặp nhau hy vọng bọn họ có thể yêu nhau nhớ tới lời nói của con gái cô không nhịn được tự trách bản thân đứng ở góc độ người mẹ phải chăng cô quá tồi tệ đã từng nghĩ đến cảm nhận của lạc giật chưa trên miệng rõ ràng lúc nào cũng nói luôn vì đứa con nhưng là căn bản cô lại không biết con mình cần gì khi cô mặc quần áo xong anh cũng đã chỉnh trang lại khi anh lái xe đưa cô về đến dưới lầu nhà trọ cô đã đồng thời gợi ý nếu như em đồng ý với lời đề nghị của anh liệu anh có thể tiếp nhận hoang hoang lạc ngạo thực nhiên người sang hiểu cô lúc này đang rất lo lắng dĩ nhiên hoang hoang là một bé con ưu tú không ai ghét cả nếu anh chịu tiếp nhận con bé. Em sẽ đáp ứng đề nghị của anh. Vũ Nghê cuối cùng cũng nói ra quyết định. Cứ phải tiếp tục kiện ra tòa án, thế nào người đau khổ nhất vẫn là lạc giật. Thật vui vì em đã chấp nhận. Gương mặt của anh hướng tới gần cô, khi môi mỏng sắp sửa áp vào bờ môi nhỏ nhắn, Vũ Nghê lập tức lấy tay trắng lại cánh môi kia. Em chỉ là đồng ý dọn vào cùng anh sống chung, không có ý định trở thành tình nhân của anh. Đến lúc đó, em muốn ở chung phòng với Hoang Hoang. Lạc Ngạo Thực nheo mắt quan sát Vũ Nghê, tự hồ không hiểu lời cô nói. Trên mặt Vũ Nghê chợt đỏ bừng, hạ mắt sau đó nói thật. Ý của em là chúng ta không phải quan hệ kia, ừ là quan hệ chủ nhà với khách. Đầu anh đưa tới gần, và dây sau đó nâng lên khóe miệng. Anh hiểu ý của em, chúng ta không giống như hai người yêu, tùy theo thời điểm phát triển quan hệ, đúng không? Nhắc tới cái đề tài này, anh liền gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn thử cùng cô nghiên cứu cái loại quan hệ mập mờ này. Vũ Nghe nặng nề nói rõ suy nghĩ. Em là vì con nên mới đồng ý cùng anh ở chung một chỗ. Không phải chúng ta đã nhiều lần thân mật, em cần gì tính toán kỹ thế? Anh dùng tảng âm thấp nhất mà hỏi. Anh mỗi lần đều không phải em nguyện ý cô có chút phát điên thế sao anh nhớ không phải chỉ một mình anh mới cưỡng bách em chẳng phải đã có một lần cô rất chủ động muốn anh hay sao thậm chí còn tự tách chân mình ra cô vốn hiểu anh đang muốn nói gì sau đó trực tiếp cắt lời em chỉ nói là về sau chuyện lúc trước không muốn nhắc lại tốt anh tôn trọng ý kiến của em thời gian còn dài không sớm không muộn kết quả cuối cùng vẫn là phải theo ý anh anh tiễn em đi lên dù sao cũng đã nửa đêm đã đồng ý cùng anh ta sinh sống chung một mái nhà bây giờ cự tuyệt hẳn làm điều thừa vũ nghê gật đầu một cái tiến vào thang máy thoáng chốc đã lên đến trước cửa nhà xem chừng cũng chưa tới hai phút đứng ở trước cửa vũ nghê lấy ra chìa khóa bây giờ đã khuya không tiện mời anh làm khách rồi lạc ngạo thực nâng lên khóe miệng sau đó nói rõ tình thế em nên chuẩn bị thu dọn đồ đạc cần thiết trưa mai anh sẽ qua đón ngày mai là em có thể gặp mặt lạc vật rồi sao cô hỏi tới chỉ cần em dọn qua anh hứa sẽ đem thằng bé trở về anh nhất định phải đem lạc vật trở về nếu không em lập tức đi ngay anh là người thế nào em còn chưa hiểu người nào đó bảo đảm Vũ nghe lúc này mới yên tâm mở ra cửa phòng, sau đó chậm rãi đóng lại. Xác định cô đã an toàn, Lạc Ngạo thực nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên cổ tay. Trong lòng có chút do dự, cửa phòng bên kia chợt mở ra. Bộ mặt quan tỉnh tiêu tụy, trên tay vẫn còn đang cuốn băng gạt, đứng trước cửa. Lạc Ngạo thực nhìn cô, sau đó đi vào bên trong. Đã trễ thế này, vì sao em còn chưa ngủ? anh đã tọa nguyện rồi chứ, ép buộc cô ấy trở về với mình được rồi sao? Quan tỉnh đứng ở mép cửa, mở to hai mắt nhìn anh. Lạc ngạo thực trầm mặt không nói. Chuyện vui khi nào đến, chỉ có ông trời mới biết. Anh tình nguyện ư. Quan tỉnh gấp gấp nói, ánh mắt toát ra đau lòng. Lạc ngạo thực sờ sờ mái tóc quan tỉnh, nở lên nụ cười gượng gạo, trong tiếng cười tự hồ có chút uất ức em đừng nghĩ bậy, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Quang tỉnh tự trách, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, che miệng vùi đầu vào lòng ngực anh. Có cần thiết làm thế vì em, để cho bản thân uất ức thế này? Như vậy em càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Ha ha! Em nói gì vậy, uất ức gì chứ, ít ra cô ấy cũng rất xinh đẹp, thậm chí còn là mẹ của lạc vật. Ép buộc cô ấy trở về bên mình, chẳng phải thiệt thòi gì đâu anh nửa đùa mà nói muốn cho quan tỉnh yên tâm không không phải như vậy em hiểu rõ điều đó đây không phải là ý muốn của anh nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ đều là tại em tại em cả nếu em đạt được hạnh phúc như vậy cũng đáng bởi vì anh từng nói qua anh muốn nhìn em hạnh phúc việc anh sợ nhất chính là thấy em đau khổ quan tỉnh lau sạch nước mắt trên mặt từ trong ngực lạc ngạo thực ngẩng đầu lên nói dù anh có đem cô ấy trở về bên mình tưởng vũ hàn cũng sẽ không vì thế mà chấp nhận em cho nên hành động của anh thật rất ngu ngốc có biết không hả em không đáng giá như vậy jerry anh không cần phải lo lắng cho em không cần phải làm những chuyện ép buộc bản thân ha ha làm sao em biết được anh lại không muốn thật ra thì anh đột nhiên cảm thấy để cho cô ấy mau sớm trở về, điều này xem ra không tồi Quang tỉnh dùng sức lắc đầu, cô hiểu rõ anh Nếu như muốn có kết quả thế này Anh đã hành động lâu rồi, không cần phải chờ đến ngày hôm nay Jerry, hãy nghe em, em nghĩ thông suốt rồi Em không cần đến tưởng vũ hàng, vì thế anh đừng hy sinh quá nhiều Quang tỉnh, chuyện của anh và cô ấy em không phải lo tất cả mọi chuyện anh đều tính toán kỹ lưỡng anh bây giờ cũng không muốn thay đổi gì thêm nữa có biết không hả cưỡng bức vũ nghe quay về với mình cũng không phải là ý muốn của anh điều làm anh cảm thấy khổ tâm chính là sợ phải nhìn thấy cảnh tượng quan tĩnh tự sát lần nữa mặc dù trên miệng cô nói không cần tên kia nhưng mà ánh mắt của cô nói lên tất cả mẹ về sau chúng ta thật sự sẽ sống ở đây sao tan giờ học Mẹ và chú cùng nhau tới trường đón cô bé. Sau đó hai người được chở tới biệt thự này. Nơi này quả nhiên hoành tráng. Bên ngoài còn có một vườn cây to. Tuy là khí trời rét lạnh, nhưng mà quang cảnh xung quanh thật quá lộng lẫy. Mỗi phòng là một không gian rộng lớn. Bên trong biệt thự trưng bày đủ loại chai lọ. Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy được, nhưng mà hoàng hoan biết rằng bảo vật vô giá. Trước đây từng xem tivi nên cũng có chút kiến thức về vấn đề này tự nhủ trong lòng phải luôn cẩn thận không thể đụng vào lung tung nếu như vỡ vụn chắc chú và mẹ sẽ thấy khó chịu vũ nghe đối mặt con gái nói ừ sau này chúng ta sẽ sống ở đây cô chỉ đơn giản dặn dò cũng không có hỏi con thích hay không bởi cô không phải chủ nhà nơi đây chú à lạc giật có ở đây không đã vài ngày rồi con chưa có gặp có thể để con gặp không hoang hoang đi về phía lạc ngạo thực, gương mặt thiên sứ ngước lên. Vũ nghe nghe con gái nói thế cũng đành im lặng, thật ra cô cũng tò mò muốn hỏi, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh. Lạc ngạo thực quay đầu nhìn sang Vũ nghe, sau đó cúi đầu nói với tiểu thiên sứ. Lạc giật đang ở một thành thị khác. Hiện tại chú cũng đang có việc bận, thế nên chưa có đón về, chờ chú hoàn thành nốt công tác, chú sẽ lập tức đưa về đây ngay. Lạc ngạo thực, anh là có ý gì mấy ngày trước anh cũng nói với em như vậy vũ nghê bước lên dắt ống tay áo của anh hỏi nhẹ nhìn thấy thái độ kịch liệt của cô rõ ràng dòa sợ con gái toàn thân hoang hoang run rẩy ngẩng cao gò má mẹ mẹ tức giận sao là con nói sai đúng không cô bé trở nên nhạy cảm khi mẹ có biểu tình kỳ lạ trong lòng lo lắng cứ nghĩ mình sai không có Hoang hoang mẹ không giận con không được nghĩ bậy mẹ là đang bực bội chú ấy vũ nghe vội vàng giải thích thuận tiện nói rõ nguyên do đỡ làm con gái hoang mang nhưng chú mẹ và lạc giật là người một nhà nhất định phải hòa thuận cùng nhau điều này viện trưởng đã từng nói qua tình thâm máu mủ không được giận dỗi cho nên mẹ không được bực bội với chú ai da con lại nói nhiều quá rồi hoang hoang hối tiếc cúi đầu hoang hoang nghe mẹ nói thật sự không có vũ nghê nóng nảy giải thích nhưng càng giải thích lại càng khiến cho cô bé đau lòng nước mắt tanh tách chảy xuống lạc ngạo thực ngồi sổng xuống sờ sờ đỉnh đầu cô bé ngoan hoang hoang là đứa bé đáng yêu nhất sẽ không ai trách mắng con ừ để chú nói cho con biết một chuyện bây giờ ở trong phòng ăn có rất là nhiều món ăn ngon nghe đến món ngon, ánh mắt hoang hoang tỏ ra sáng ngời. Nhanh đi, nếu còn không dùng đúng bữa, đồ ăn sẽ nguội lạnh mất, khi đó chất lượng dở tệ nha. Con vào trong kia dùng bữa trước. Chú có vài lời muốn nói với mẹ con. Lạc ngạo thực bổ sung thêm một câu, bởi vì cảm giác cô bé còn đang câu nệ. Nhưng là cô bé rất hiểu chuyện, có thể hiểu được chú ấy muốn gì, sau đó nhanh chóng chạy sang một bên thấy mẹ gật đầu một cái cô bé vui vẻ lon ton đi vào phòng ăn trải qua sự việc lần này cô không thể không ngưỡng mộ anh lạc ngạo thực nhún vai một cái rõ ràng đấy đối với con nít em thật không có kinh nghiệm vậy thì thế nào nếu em một tay nuôi lớn lạc giật nhất định vô cùng thành thạo bởi vì do anh tước đoạt quyền lợi làm mẹ của em vũ nghê ấm ức nói một tay anh khoác lên vai cô sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng không cần phải luôn sừng cồ lên đừng dùng bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh anh nói như thế chẳng qua ám chỉ em chưa có kinh nghiệm kinh nghiệm đương nhiên phải từ từ tích lũy lỗ tai của em nghe rất rõ anh không cần phải kề sát để nói như vậy vũ nghê đẩy lạc ngạo thực ra muốn giữ khoảng cách cùng anh chật em tới nơi này là để đảm đương trách nhiệm, cũng đừng quên mất cha mẹ hiển nhiên phải thân thiết trước mặt con cái của mình. Chẳng lẽ em muốn thằng bé biết mối quan hệ chúng ta rất tệ sao? Lạc Ngạo thực không buông cô ra, ngược lại còn dùng sức ôm sát. Bây giờ Lạc Vật không có ở đây, chúng ta đâu cần đóng kịch? Nhưng còn hoang hoang. Nếu lỡ con gái lén lút dò xét thì sao? Hơn nữa, chúng ta cũng nên tập dần thói quen này phải cố gắng thân mật một chút, đôi bên đều cảm thấy thoải mái là được. Chúng ta cứ như vậy, bọn nhóc nhất định sẽ không nghi ngờ, em thấy anh nói có đúng không? Trần thuật xong quan điểm của mình, anh vẫn không quên hỏi cô một câu. Ừ, nghe qua có chút đạo lý. Thấy cô vẫn còn im lặng, anh liền ôm cô đến gần gian phòng có ghê sofa, hơn nữa còn để cô ngồi đối diện với mình. Trước tầm mắt cô là một tấm gương to lớn, bên trong phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Vô tình nhìn vào trong gương, lại thấy tình cảnh bây giờ, trông như một đôi vợ chồng son, vũ nghê có chút khó thở. Anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế, cánh tay vẫn khoác lên đầu vai cô, còn cô thân mật ngồi bên cạnh anh. Bộ dạng ngoan ngoãn nghiêm túc lắng nghe lời nói của anh. Giây phút lúc này thật sự ấm áp, mang theo dư vị ngọt ngào. Hình ảnh quá đổi hạnh phúc, phải chăng cô đã nhiều năm mong chờ? Mặc dù tình cảnh bây giờ đều là giả vờ, nhưng vẫn làm trái tim cô thổn thức vô tận. Vì để bọn nhỏ an tâm, bắt đầu từ giờ trở đi, em phải từ từ học cách chấp nhận thân mật cùng anh. Ví như, anh sẽ ôm em. Được, việc này em đồng ý. Lời nói của anh vẫn có đạo lý. Cảm ơn em chịu phối hợp, sau này có thể em sẽ hoàn toàn thích ứng. Anh vòng qua thân thể cô, nheo cặp mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp đối diện, môi mỏng chậm rãi hôn nhẹ lên trán của cô. Đừng! Vũ nghe lên tiếng phản đối. Nụ hôn thế này phải có, em nghĩ đúng không? Anh ngang ngược ông lấy gò má của cô, môi mỏng từ từ ấn xuống. Ừ, có thể. Nhưng mà bọn nhóc không có ở đây. Cô e dè rút cổ. Dù cho bọn nhỏ không có ở đây, chúng ta cũng phải tập dần nếu không đến khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương, bộ dạng cứng nhắc của em, liệu chúng nó có nghi ngờ không? Ngoan, thật ra thì anh không muốn mượn cơ hội này để lợi dụng em, mà là anh nghĩ cho em. Như vậy đi, coi như anh chịu phần lỗ về mình, để em hôn lại lên mặt và trán của anh. Sẵn tiện giúp em thành thạo hơn. Anh thì thầm bên tai cô, trên mặt cố giấu đi sự trêu đùa. Vũ nghe ngượng ngùng đè thấp gương mặt, cho nên hoàn toàn không thấy điểm này. Cô dốc sức lắc đầu. Không sao, em biết anh không có lợi dụng em, nhưng là em nghĩ mình cũng không cần hôn trả. Nụ cười trên mặt lạc ngạo thực ngày càng gia tăng, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Là em nói đấy, anh không có lợi dụng em. Nói chuyện đồng thời bờ môi của anh ghé sát vành tai phím hồng, như có như không hôn nhẹ. Anh từ từ để cô xuống ghế salon trong lúc vô tình tư thế hai người tạo thành bộ dáng càng thêm mập mờ vũ nghê che giấu cảm xúc tê dại bên tai đẩy ngực của anh khi nào anh mang lạc giật trở về em muốn thấy mặt con trai hai ngày nay anh hơi bận người nào đó ra sức hùng biện là anh miễn cưỡng nếu anh thật sự bận rộn đã cho người khác đón thằng bé về rồi chuyện này mà anh cũng cần nhúng tay vào ư trước đây chẳng phải đều có người đưa đón lạc vật đó sao nếu anh không có thời gian vậy em sẽ đi đón cô hào hứng đâm chọc lý do không hổ danh là nữ phát thanh viên nổi tiếng nói tới nói lui lưu loát cạch cạch giống như một khẩu súng tra tấn người ta căn bản không để người ta cãi lại nói xong anh thừa cơ hội múc nhẹ môi cô anh không được hôn em cô lấy mu bàn tay chùi miệng cố gắng xóa đi mùi vị của anh em không thể lau đi như vậy đây cũng là một bài thực tập anh ngăn cản để cánh tay cô lại em và anh bất đồng quan điểm thế này sẽ bị phát hiện ở trước mặt bọn nhóc nếu như chúng ta không tỏ vẻ thân mật bọn nhóc thể nào cũng sẽ cảm thấy kỳ quái sức thuyết phục của anh khiến cô phải đầu hàng tại sao những gì anh ta ra nói ra đều đúng quá vậy thế khi nào anh đem con về không phải anh lại gạt em nữa chứ lạc ngạo thực ngưng mắt nhìn vũ nghê cánh tay vẫn như cũ khoác lên đầu vai nhỏ bé em thử suy nghĩ xem anh chưa bao giờ gạt qua em duy nhất chỉ là trước khi phỏng vấn anh tặng em một đống truyện cổ tích cuối cùng anh đang muốn nói điều gì cô cắt đứt lời anh mỗi lần nghe anh nhắc tới cô gần như bực bội bao nhiêu năm kinh nghiệm phỏng vấn đều bị anh đùa cái một đến nỗi hôm đó cô phải bẻ mặt với nhiều đồng nghiệp trong đài phỏng vấn không những thất bại còn bị đưa vào miệng sói chuyện này trải qua như một sỉ nhục trong đời căn bản cô không muốn nhớ theo lý thuyết mà nói anh không có lừa gạt em em vì cái gì mà không tin rõ ràng là em nói oan cho anh bắt đầu đòi lại công bằng nếu mà nghiêm túc suy nghĩ đúng là anh ta thật không có lừa mình anh luôn nói rằng mình bận công việc, chẳng phải lúc này anh đang cùng em hàng huyên, vì sao không mang thằng bé trở lại. Nếu anh không phải lừa gạt em, cho một lời giải thích hợp lý đi. Vũ nghe ngay thẳng chất vấn. Lạc ngạo thực từ trên bàn trà lấy ra điếu thuốc, anh ấn bật lửa, sau đó đốt lên. Vũ nghe nghiêng đầu, có chút mê mẩn động tác hút thuốc này. Cô rất ghét mùi thuốc lá, nhưng mà không thể ghét cái hơi thở thuốc lá từ anh. Tư thế hút thuốc của anh vô cùng thanh lịch. Phải nói là cô rất thích ngắm nhìn. Cô vẫn nhớ như in cái ngày khi nhỏ, lúc cô vừa tròn 12 tuổi, ánh mắt đắm đuối quan sát động tác hút thuốc của anh. Lạc ngạo thực nhăn đầu lông mày, có chút phiền não, từ từ phà ra làn khói mờ ảo. Hai ngày nay lạc giật bị cảm, cần phải dưỡng bệnh. Chỉ cần em chịu đừng chờ thêm vài ngày, anh sẽ lại đưa thằng bé trở về cô níu lấy quần của anh lo lắng hỏi cảm mạo ư cơ thể của thằng bé rất yếu sao anh nhìn cô một hồi lâu sau đó lên tiếng đúng vậy sức miễn dịch của lạc vật rất kém có rất nhiều loại thực phẩm cải thiện miễn dịch anh cho thằng bé dùng chưa sức miễn dịch kém là do không vận động nhiều thường xuyên thiếu tập thể dục còn có vũ nghê bắt đầu suy nghĩ bày cách xử lý trường hợp đã cố gắng thử qua nhưng tất cả đều vô dụng lạc ngạo thực vời như bình thường nhưng mà động tác hút thuốc rõ ràng kỳ lạ không sao về sau đã có em rồi em nhất định chăm sóc lạc vật thật tốt trẻ em có sức miễn dịch kém về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều không được em phải cố gắng để con luôn luôn khỏe mạnh dáng dấp thằng bé sau này chắc hẳn cao to trình độ học vấn chắc cũng tài trí hơn người. Tuyệt đối sẽ vào được trường học hàng đầu. Vũ Nghê bắt đầu tưởng tượng, đặc biệt cô không để ý đến khuôn mặt người đối diện, biểu hiện nặng nề thấy rõ. Chật lạc ngạo thực từ ghế salon đứng lên. Tâm tình có chút chán nản. Em lo thu xếp đồ đạc, anh còn có việc xử lý, phải qua thư phòng một chút. Vâng, vậy. Lạc giật, anh đừng quên đó, Mau sớm đưa thằng bé về. Vũ nghê đứng lên, nhắc nhở. Anh biết rồi, em cứ yên tâm. Dừng bước, nghiêng người sang nhìn cô. nói rồi, anh sẽ không lừa gạt em. vậy. Vũ nghê bối rối ngắm nhìn xung quanh, sau đó gấp tay để trước phần bụng. Trong này có hình lạc giật lúc nhỏ hay không? Em muốn xem. có, đều nằm ở thư phòng. bằng không em qua bên đó một lát anh tìm cho em lạc ngạo thực đề nghị trên mặt lộ ra nụ cười không như vẻ mặt thâm trầm trước đó thông qua khe hở bàn trà và ghế salon vũ nghê chậm rãi bước ra còn chưa kịp chờ đến anh bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn chỉ chỉ nhanh nói cho em biết thư phòng của anh ở đâu ở bên trái sao không phải là ở lầu ba phía tây lạc ngạo thực đi ở phía sau lắc đầu một cái mặc cho cô dắt đi vũ nghê ngồi ở trên giường đôi tay run run mở ra album từng tấm ảnh từ khi cậu bé còn đang mặc tả cho đến lúc bước vào lớp 1. đau trong lòng cay trên mắt chỉ vài giây sau nước mắt đã tràn đầy mi nhìn những hình ảnh trong đó đoán chừng lúc này lạc vật ra đời không lâu trên phần album còn có dòng chữ lạc vật yêu dấu ra đời đã được 12 ngày. Là lạc ngạo thực, đây là chữ viết của anh ta, cũng không thể ngờ. Anh ta lại tỉ mỉ thế này. Thì ra lúc thằng bé vừa mới chào đời, đã mập mạp, đáng yêu như vậy, nhìn vào chỉ muốn cưng nựng mà thôi. Cô lưu luyến ở trang thứ nhất, nhưng cũng không muốn chậm chạp mở trang thứ hai. Trong nháy mắt lạc giật đã trưởng thành, trong hình, con trai của cô còn đang bập bẹ đứng thẳng, bên tay còn cầm một món đồ chơi thằng bé mặc bộ quần áo màu lam, chất liệu bằng bông, nhìn gầy đi rất nhiều, nhưng mà vẫn cười vui vẻ, còn khéo léo khoe ra má lúng đồng tiền. Xem một loạt hình ảnh trong cuốn album. Cô mới chậm rãi nhìn xuống dòng chữ ghi chép phía dưới, lạc giật yêu dấu, hôm nay đã được một tuổi. Vũ nghe tham lam lật dở từng trang, nháy mắt đã 22 tháng, lạc giật đã biết gọi mẹ vào lúc cậu bé được 24 tháng tuổi đã tự mình cầm thìa ăn cơm. Anh đều ghi chú lại cả, khiến cô vô cùng cảm động. Những hình ảnh này làm cô cảm nhận, dường như mình đang từng bước dõi theo thằng bé, nước mắt dọc theo phần cầm, không ngừng chảy xuống. Lật đi lật lại album đến 4, 5 lần, tâm trí vũ nghe hiện rõ nghi ngờ. Cô bối rối nhìn sang anh. Hình của lạc vật đều ở đây sao? Ừm. Gật đầu khẳng định nhưng vì sao chỉ có một vài tấm hình khi mới ra đời, khoảng trống từ ngày thứ 13 đến một năm sau mới có hình mới? Cô nheo mắt. Theo truyền thống của người Trung Quốc, 100 ngày mới sinh là quãng đường rất quan trọng, có thể xem là ngày kỷ niệm. Cả một tấm hình trong thời gian đó, Lạc Giật cũng không có lấy một tấm, phải đến hơn một năm sau mới thấy thằng bé bập bẹ gọi mẹ. Lời của cô khiến anh có chút lo lắng. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Vì sao lại im lặng, anh có gì khó nói? Lạc ngạo thực trầm mặt, cũng không đáp trả, càng khiến Vũ nghe ngờ vực, rõ ràng anh ta đang che giấu điều gì. Nhìn ánh mắt thăm hỏi của cô, anh phải tránh né quay sang nơi khác. Cô cầm lấy cuốn album đi tới cạnh anh, chăm chú quan sát nghi hoặc. Lạc ngạo thực, anh không có gì để nói với em sao? Hai chân cô cong lên, chậm rãi ngồi xổng xuống hai tay cùng eo buông đặt trên đầu gối anh lạc ngạo thực khẽ cúi đầu ngưng mắt nhìn gương mặt đang nâng lên trên miệng lộ ra nụ cười lãng tránh nói vũ nghe em quá nhạy cảm rồi nói cho em biết lạc giật lúc nhỏ thế nào vũ nghe lo lắng đến độ nước mắt chảy xuống trái tim bồi hồi xúc động mang theo là thứ cảm giác hoảng sợ lạc ngạo thực từ trên ghế đứng lên sau đó ông Vũ nghe vào lòng. Anh chủ động vuốt ve mái tóc dài tha thước, hít thở mùi thơm thoang thoảng. Anh mau nói đi. Lòng cô như lửa đốt. Có chút nóng nảy. Lạc giật, nó. Cầm anh dựa sát vào đầu cô, bộ dạng đau khổ nhắm mắt lại, trên miệng ấp a à ấp úng. Sau khi ra đời được 12 ngày, bác sĩ phát hiện thằng bé bệnh tim bẩm sinh. Bất ổn, hoảng loạn, mùi vị cây cây từ cổ vọt lên hốc mắt đẩy anh ra cô nghẹn ngào không nói chỉ mở to mắt nhìn muốn quan sát biểu tình trên mặt để hiểu nhiều hơn bệnh tim bẩm sinh là tại mình sao khi đứa bé còn trong bụng mẹ chính mình đã không chăm sóc tốt cho nó có trách thì phải trách bản thân trong không gian tĩnh lặng nước mắt dạt dào chảy xuống thân xác của anh có chút kích động bộ dáng trầm mặc như cũ anh ông lấy gương mặt cô dùng đầu ngón tay khẽ lau nước mắt chừng một phút sau môi mỏng nâng lên thanh âm có chút nghẹn ngào đừng khóc đã sáu năm rồi lạc giật quá khứ như một giấc mơ rõ ràng nó dằn vặt anh đủ điều tổn thương biết bao nhiêu năm cuối cùng mới bình tĩnh được hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của cô khiến anh đau lòng không ngớt mẹ kiếp giải thích thế nào là đủ có mấy lời muốn nói căn bản không nói ra được mà sự thật này cô ấy có thể chấp nhận một hồi lâu sau vũ nghê cũng chậm rãi lên tiếng âm thanh có chút run rẩy sau đó lạc giật giải phẫu rồi đúng không lạc ngạo thực cố gắng duy trì bình tĩnh gật đầu đúng vậy khi thằng bé được một tháng tuổi bác sĩ thực hiện ca mổ rốt cuộc là thằng bé mắc phải loại bệnh tim gì cô như ngừng thở đặng ra từng chữ cô không dám hỏi tình trạng bây giờ đã tốt chưa chỉ muốn biết bệnh này có nghiêm trọng hay không khiếm khuyết vách liên thất là một bệnh chứng dị dạng sắc mặt thâm trầm từng chữ từng câu giải thích cho cô nghe tim khiếm khuyết là lúc mới sinh phát sinh từ lỗi đầu trong phát triển của tim nhưng thường không có nguyên nhân rõ ràng di truyền và yếu tố môi trường thể đóng một vai trò thông liên thất xảy ra khi các vách ngăn những bức tường ngăn cách tim bên trái và phải không hình thành đầy đủ giữa các ngăn dưới của tim trong quá trình phát triển của thai nhi điều này mở cho trộn máu đã được sử dụng và máu đỏ kết quả là huyết tràn phổi và tim làm việc quá sức nếu nghiêm trọng và không được điều trị áp lực máu trong phổi tăng lên các tâm thất lớn và làm việc không còn hiệu quả cuối cùng điều này có thể dẫn đến thiệt hại không thể đảo ngược động mạch phổi toàn thân vũ nghe run rẩy suy tư thật lâu đôi mày thanh tú nhíu chặt không phải thằng bé bây giờ khỏe mạnh lắm sao so với bạn bè trang lứa rõ ràng ưu tú hơn nhiều trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngay cả chiều cao hay về thể lực thằng bé cũng rất vượt trội làm sao lại có bệnh đây mỗi một bước chân cũng như hành động của lạc giật, cô đều nhớ rõ. Không thể tin rằng con trai của mình lại mắc bệnh này. Lạc ngạo thực nắm chặt đầu vai Vũ Nghê, môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng nói. Do một vị bác sĩ nước ngoài phụ trách, vì thế cuộc phẫu thuật rất thành công, em đừng quá lo lắng. Vậy ư, hiện tại sẽ không còn xảy ra chuyện gì. Giọng điệu có chút thay đổi, từ sợ hãi đến vui mừng. Lạc ngạo thực nở một nụ cười, bảo đảm. Đúng vậy, Lạc giật bây giờ so với các cậu nhóc khác, trái tim có khi khỏe hơn. Ư, ừ, cô lấy đôi tay che môi của mình, buồn vui lẫn lộn bật khóc. Bởi vì kích động, không có nghe hết được lời của anh. Mặc dù sức khỏe thằng bé khá lên rất nhiều, nhưng mà việc khác, anh vẫn còn chưa nắm rõ. Hốc mắt anh có chút đỏ, tâm trạng trở nên vui mừng cùng cô, ông chặt cô vào trong lòng ngực khẽ vuốt sống lưng. Đừng khóc, là anh không tốt, để em chịu nhiều khổ cực mang thai một mình. Từ khi mang thai đến giờ, tính chẳng cũng đã 7 năm. 7 năm rồi, có lẽ đây là lần đầu anh ta chủ động nhận lỗi với mình, thừa nhận mọi sai lầm. Câu nói an ủi khiến lòng cô ấm áp. Nước mắt vỡ hòa không cầm lại được, thúc thiếp chảy ra ngoài. Lạc ngạo thực, anh cũng biết nói lời xin lỗi ư điều em mong nhất chẳng phải điều này, anh cũng không trần tỏ ra ấy nấy, chỉ biết được con mình mạnh khỏe là đủ. Cô siết chặt nắm tay, đánh nhẹ vào bả vai anh, như thể giành lại công bằng của nhiều năm trước. Rồi, rồi, là anh sai, bởi vì chuyện đó, anh không cách nào đối mặt với em. Anh sợ nhìn thấy mặt em, khiến anh điên tiết nghĩ tới, không chừng còn ngược đãi em, thậm chí sẽ giết em mất kết quả từ sau khi đó anh không muốn nhìn đến em nữa lạc ngạo thực lần đầu thừa nhận mặt khác cũng không muốn tổn thương cô nói tới quá khứ cô lại càng muốn tránh né cô đẩy anh ra tiếp tục hỏi con bị bệnh tim tại sao không nói em biết dù em có lỗi chăng nữa anh cũng phải có trách nhiệm báo với em khi đó anh còn hận em cho nên anh thoáng suy tính lựa chọn cách dùng từ đơn giản nhất chặn đứng truy vấn của cô anh quá tồi tệ thằng bé xảy ra chuyện lớn thế này anh cũng không nói em biết anh mất nhân tính rồi tiếp tục dùng lực đánh anh mặc dù tức giận nhưng biết được tình trạng hiện nay cô thở phào nhẹ nhõm anh mong là mình sẽ được tha thứ từ trên đỉnh đầu của cô anh nỉ non thỉnh cầu tha thứ muốn em phải tha thứ thế nào Cô ngẩng đầu lên, tức giận gầm nhẹ. Lạc ngạo thực đè nén cảm xúc, nháy nháy mắt, cố ý bỏ qua đau đớn trong lòng vũ nghê. Chẳng phải chúng ta bây giờ phải thiết lập mối quan hệ mới sao? Nếu em vẫn còn giận anh, sao còn có thể giả bộ thân mật thế này? Đây chỉ là cái cớ, không vì chúng ta đang diễn kịch còn gì. Lạc ngạo thực lắc đầu một cái. Ngẫm kỹ mà xem, lạc giật chỉ mới 6 tuổi, ít nhất phải 12 năm nữa, thằng bé mới trưởng thành. Chẳng lẽ em cùng anh sống 12 năm đó, luôn là thù hận trong lòng? Cứ sống như vậy, liệu em bao nhiêu uất ức kìm nén là đủ? Vũ nghe chìm vào suy tư, lời nói tự hồ có chút đạo lý. Từ 6 năm trước cô đã bắt đầu tự nói với mình, nỗi buồn cũng như hạnh phúc, trải qua ngày nào hẳn hay ngày đó. Tại sao cứ cố vướng vào phải biết nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn chứ. Nếu lạc vật khỏe mạnh, bình yên, cô còn cái gì không thể quên được. Rằng em hận anh hay không hận anh, quan điểm này dù có thay đổi, cũng không xóa bỏ được gì. Quan trọng là, lạc vật cần gì? Vũ Nghê lau quệt nước mắt, cởi mở nói. Tuy nói như vậy, anh cũng không muốn bị em thù hận. Cô rời khỏi vòng ngực anh, lần nữa cầm cuốn eo buông xem đi xem lại cũng thấy chưa đủ cô lại bắt đầu lẩm nhẩm đến gần một năm sau lạc giật mới chụp hình cuộc phẫu thuật có vấn đề hay sao không phải chỉ là lạc ngạo thực khẽ gật đầu thú thật anh không muốn gợi nhớ quá nhiều anh mời một thầy bói toán nổi tiếng đến nhìn thằng bé ông ta cũng có dặn dò về việc chụp hình tốt nhất là nên hạn chế trong vòng một năm lạc giật còn nhỏ như thế anh đã nhờ người xem tướng số rồi sao hành động này làm cô khó hiểu mặc dù phần lớn dân làm ăn đều hay mê tín nhưng thật không ngờ anh ta lại khảo nghiệm trên người thằng bé anh chỉ hy vọng thằng bé lớn lên khỏe mạnh bình yên ở thời điểm đó anh vô cùng rối rắm chỉ biết nhất định tìm ra mọi cách giữ lại mạng sống cho con trai mình vũ nghe liếc sơ một lần trong đầu xuất hiện đầy nghi vấn tầm mắt mãnh liệt quan sát lạc ngạo thực vì sao không mang lạc giật chụp hình trong studio chắc hẳn không phải vì sợ tốn tiền nhất định là có lý do nào chăng lạc ngạo thực cười nhạt trong tia cười chất chứa bình thản anh cầm lấy cuốn album tại sao em không biết rằng vi khuẩn lây lan từ đó mà ra không giữ vệ sinh khả năng kéo theo mầm bệnh rất cao anh không cảm thấy những hình chụp tại studio đều làm người ta đáng yêu hơn sao hơn nữa trang phục ở đó đều đã xử lý sạch sẽ, làm sao không vệ sinh được. Vậy à? Nhưng anh vẫn không thích chút nào. Lạc vật cũng đã trưởng thành, bây giờ nói tới không phải quá muộn rồi sao? Lạc vật yêu dấu 22 tháng. Đã biết gọi mẹ, càng nhìn lại càng khiến lòng cô chua xót, sống mũi có chút ửng hồng. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt trách cứ. Vì anh nhẫn tâm, Em mới không được nghe thằng bé gọi mẹ. Anh biết lỗi rồi. Xin lỗi cũng không ít gì, thời khắc này em vẫn chưa thể chấp nhận. Vũ nghe nức nở nói, hiện tại cũng lười nhìn anh ta. Chợt trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích, bàn chân nhỏ nhắn chạy trên sàn nhà, phát ra thanh âm bành bạch. Vũ nghe nhìn theo tiếng cười, thân thể lập tức bất động, cô rừng rừng nước mắt, nhìn vào màn ảnh phía trước cậu bé trong bộ quần áo cục ngủng chạy nhảy lạch bạch bằng chân không trên miệng há thật to lộ ra mấy cái răng nho nhỏ nước miếng chảy dài xuống cằm gương mặt hướng về phía ống kính không ngừng cười khanh khách mẹ mẹ ẹ tuy lạc giật phát âm không rõ ràng nhưng cô vẫn biết thằng bé đang gọi chữ mẹ vũ nghê nắm chặt cổ áo trước ngực xúc động rơi lệ Lạc ngạo thực ấn vào nút điều khiển TV, mở lên đĩa VCD có hình lạc giật. Nhìn vào màn hình lớn trước mặt, anh Hạ thấp giọng nói. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, thằng bé chậm phát triển hơn. Đối với một đứa trẻ bình thường, ở tháng thứ tư đa phần đều sẽ biết lật, nhưng lạc giật thì khác, phải đến khoảng 9 tháng sau, nó mới học được động tác này. Từ những động tác cơ bản cho đến việc đứng dậy, sau này là cả đi bộ nữa đều chậm hơn những đứa trẻ khác. Năm thằng bé được 22 tháng tuổi, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Những thước phim đều được lưu trữ trong đây, em cứ từ từ mà xem. Lạc ngạo thực đưa hộp điều khiển bỏ vào tay Vũ Nghê, xoay người chuẩn bị xử lý việc riêng. Nhìn lạc giật trên màn hình lớn, cô cảm thán không biết đối mặt với anh thế nào. Muốn hận cũng không hận được, rõ ràng, anh ta chu đáo như thế, từng ly từng tí chăm sóc lạc vật hơn nữa còn rất cẩn thận ghi chép kỷ niệm lúc nhỏ tiếng cười non nớt trên màn hình lớn kéo cô trở về thực tại từ những bức hình trong cuốn album có thể thấy được anh ta đã mang theo lạc vật đi qua rất nhiều quốc gia rất nhiều thành thị nổi tiếng hình ảnh đáng yêu của thằng bé cùng những người bạn với nhiều màu da khác biệt giỡn hớt vui cười đều lưu lại tất cả trên ống kính kia anh thường mang lạc giật đi du lịch sao? Lạc ngạo thực di chuyển con chuột, nhìn chầm chầm vào máy vi tính, cũng không quay sang cô. Chỉ ưm một tiếng. Không phải vài năm trở lại đây, anh đều bận rộn công việc hay sao? Anh ta là doanh nhân lớn, vì sao có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy? Cả thấy là hơn 20 quốc gia, làm sao có thể? Công ty rất phát triển, hơn nữa anh có rất nhiều cộng sự ưu tú ngạo thực lưu loát trả lời ý tứ nói ra rõ ràng lạc vật đã được đi học cũng có người đưa đón tới trường nói vậy chẳng lẽ anh ta bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để quản công việc của mình một hồi chuông điện thoại vang lên lạc ngạo thực dùng anh văn giao tiếp vũ nghê nhấn nút tạm ngừng tự động thối lui khỏi thư phòng cô chủ giọng nói quen thuộc khiến cô lập tức xoay người một bóng dáng đập vào tầm mắt bà vương bà bà có khỏe không bà vương gật đầu chỉ nói tôi rất khỏe cô chủ cô càng ngày càng đẹp tôi có nhìn thấy cô trên tivi rất thành thục không bà vương tôi bây giờ không còn là vợ của anh ấy nữa đừng gọi tôi như thế tôi thật khó thích ứng thật khó sửa trong lòng tôi luôn nghĩ cô lúc nào cũng là vợ của tiên sinh vũ nghê lắc đầu giải thích cặn kẽ đã ly hôn rồi chỉ là vợ trước mà thôi nói thế nào nhỉ cô trở về thật là tốt quá tiên sinh và tiểu giật giờ đây đã có người chăm sóc lúc nói chuyện ánh mắt bà vương hàm chứa xúc động là cô không biết thôi cho tới nay đều do tiên sinh một tay chăm sóc lạc giật công việc có bận rộn mấy tiên sinh cũng không nhờ đến người khác quả thật không dễ dàng gì không phải lạc giật có người trong năm sao vũ nghê thuận miệng hỏi đó chẳng qua là người đưa đón đến trường từ khi lạc giật ra đời đến giờ đều do tiên sinh một tay chăm sóc lời này khiến vũ nghê tỏ vẻ nghi ngờ chẳng lẽ người của lạc gia đều không quan tâm vậy bà nội của thằng bé đâu không phải trước đây bà ta rất muốn cháu trai này vũ nghe nhỏ giọng hỏi tới kèm theo ánh mắt thăm dò là thái phu nhân đã từng gấp gáp bồng cháu vì sao có thể cam lòng để lạc ngạo thực mang theo cháu trai của mình đi du lịch khắp nơi hơn nữa còn đem thằng bé di cư đến thành phố này thật ra bà chủ chưa từng để ý lạc giật đều do tiên sinh một mình chăm sóc à tại sao vậy điều này càng làm cho cô ngờ vực rõ ràng lạc giật là đứa cháu trai đích tôn bọn họ vì sao không thích bởi vì lạc giật bệnh tim bẩm sinh dù cho thân thể cháu mình không tốt người như lạc gia chẳng lẽ cũng muốn bỏ mặt không không đúng mẹ chồng của cô là người ích kỷ có lẽ bà ta không thích cháu mình bệnh hoạn ý thức được điều này trái tim cô càng ức chế đau thương hiện rõ trên mặt hơn nữa cô chủ chắc cô không biết nhiều năm qua rồi tôi cũng không thấy tiên sinh dẫn bạn gái về nhà bây giờ mới thấy tiên sinh đem cô trở lại tôi nghĩ trong lòng tiên sinh ác hẳn vẫn còn hình bóng của cô quản lý vương làm bộ lơ đãng nói bà vương bà sai rồi anh ta có qua lại với phụ nữ hay không tôi vẫn đếm được vài người cơ mà Vũ Nghê cười nói, nhưng trong lòng cũng rất buồn phiền. Xem ra, anh ta rất biết giả vờ, đến cả bà Vương còn bị lừa gạt. Bà Vương hạ khóe miệng, bất ngờ nói ra tâm tình. Tôi lại cảm thấy không phải. Ngoài trừ tiên sinh mang theo lạc vật du lịch khắp nơi, hầu như tối nào tiên sinh cũng trở về nhà, thể nào lại có bạn gái cho được. Nghe bà Vương nói khiến cho Vũ Nghê có chút ngạc nhiên anh ta thật sự thay đổi vậy sao? Vũ Nghê kinh ngạc giống đang gặp phải ác mộng, cô nhìn bà Vương tỏ vẻ ngờ hoặc. Chỉ thấy người đối diện gật đầu bảo đảm. Tôi luôn nghĩ rằng là do tiên sinh vẫn còn nhung nhớ đến cô, thế nên mới dạy lạc giật học chữ mẹ đầu tiên. Cô dường như sốc nặng, không tin vào lỗ tai mình. Anh ta dạy thằng bé chữ đó sao? Làm sao có thể như thế, chẳng phải anh ta ghét mình lắm sao? đúng vậy tôi nào dám lừa gạt cô cô đứng yên bất động tâm tình có chút dao động từ trước đến giờ mình toàn nói oan anh ta trách mắng anh ta đủ điều cứ nghĩ anh ta nhẫn tâm chia cách mình và lạc giật không muốn thằng bé được nhìn thấy mình có ai ngờ rằng người muốn thằng bé gọi mẹ lại là anh ta điều này chẳng hợp logic chút nào mẹ nơi này thật sự rất lớn nha hoang hoang ngồi trong bồn tắm hô to cô bé cảm thán vô cùng đối với con gái cô cũng không muốn giải thích quá nhiều thứ nhất nơi này không phải là nhà mình thứ hai trong lòng cô vẫn rất nhớ đến lạc giật ở đây được hai ngày rồi rốt cuộc cũng chưa thấy mặt thằng bé mẹ chú ấy thật là người tốt nha hai chân nhỏ bé dùng sức đùa bẩn với nước đánh nước bọt tung tóe cả lên điên cuồng mà nói một câu a à, vậy à, mới đây mà đã được con khen đến vậy rồi sao? Vũ Nghê đánh bọt xà phòng quanh người cô bé, ra sức ngạc nhiên. Chú ấy rất tốt với con, lúc tan việc về, chú ấy còn mang theo quá chừng đồ ăn ngon. Hi hi, sau đó còn trêu chọc nói. Con ăn nhanh nhanh, đừng để mẹ thấy, mẹ con mà nhìn thấy được, thế nào cũng sẽ ganh tị với con mất thôi. Hoang hoang bắt chước giọng điệu người lớn, sau đó phát ra tiếng cười khúc khích. Vũ nghe cau mũi, giơ tay đặt lên sống lưng con gái, giả vờ tức giận. Con bé tham ăn, người ta mua cho con ăn, thế là đánh giá người ta tốt ngay được. Sẵn đây cũng nói con biết, tất cả những kẻ xấu xa đều dùng thức ăn để lừa gạt trẻ con, khi chuột đã vào bẫy, sẽ bị bán ngay vào nơi rừng sâu u tối. Ha ha! Mẹ, mẹ thật thú vị! con làm sao mà bị người khác lừa được con xác định rồi chú ấy là người tốt người tốt không phải kẻ xấu đâu nha cô bé huyên thuyên nói bởi vì hoang hoang không phải là con gái ruột của mẹ nhưng mà chú ấy lại vô cùng đối tốt với con điều này cho thấy chú ấy yêu mẹ nên mới có thể quan tâm chăm sóc con đến như vậy rồi rồi người tốt người tốt mẹ sẽ một lòng ghi nhớ nhìn thái độ anh ta đối với hoang hoang bản thân cô cũng cảm thấy hài lòng trước mặt con gái làm sao có thể tỏ vẻ chú ấy chính là ác quỷ mang theo bộ mặt thiên thần đấy nha con phải cẩn thận chứ nào con đứng lên đi mẹ rửa lại thân thể con bằng nước ấm hoang hoang nhanh chóng nghe lời để cho mẹ xả nước vào khi nước ấm dội lên người cô bé nhìn không được lần nữa nói mẹ mặc dù con lớn lên từ cô nhi viện, nhưng mà viện trưởng và các bạn đều đối xử tốt với con. Bây giờ còn có cả mẹ và chú ấy nữa, con vô cùng, vô cùng hạnh phúc luôn. Thật ra thì con luôn cảm thấy, mình so với mấy đứa trẻ khác, phải chăng con quá may mắn, có đúng không mẹ? Hoang hoang giống như một chú chim sơn ca, cất lên tiếng hót véo von, nhai đi nhai lại câu nói, muốn mẹ thừa nhận ý nghĩ của mình. Đúng vậy, mẹ nhất định sẽ làm cho con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất đời vũ nghê cầm khăn lông lên lau khô thân thể nhỏ bé toàn thân ướt đẫm lập tức ông lấy vũ nghê khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trên bụng cô mẹ con có mẹ và chú là đủ rồi nha nếu cha mẹ ruột của con mà có tìm tới con cũng sẽ không về với bọn họ thân thể bị con gái ông chặt trên bụng nhanh chóng cảm giác một mảng nóng bỏng hoang hoang đang khóc được được con mãi mãi là con của mẹ cho dù bọn họ có tới đây đòi mẹ cũng xua đuổi bọn họ đây cũng không phải là lời nói đùa trong lòng cô luôn thật tâm nghĩ thế thời gian hai người sống chung không quá dài nhưng mà trái tim cô lúc nào cũng dành chỗ cho hoang hoang đã từng xác định nó là con gái của mình hoang hoang thúc thích một hồi mặt từ từ ngẩng lên nước mắt cọ cọ trên áo ngủ mẹ vũ nghe tiếp tục lau lau thân thể con gái đến khi lau vào cái mông nhỏ nhắn cô lại bắt gặp thấy một cái bớt nho nhỏ hình tròn màu đỏ nếu không nhìn kỹ cứ tưởng con bướm bay trên khe mông trông rất đẹp mắt cốc 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 lúc này tiếng gõ cửa vang lên hoang hoang bắt lấy khăn lông trong tay của mẹ le lưỡi mẹ con tự làm được rồi mẹ cứ ra mở cửa đi chắc chú ấy tìm mẹ đó Vũ Nghê đánh vào cái mông nhỏ bé một cái, mở cửa nhà tắm thông qua phòng ngủ. Quả nhiên, Lạc Ngạo thực mặc một bộ đồ giản dị đang đứng trước cửa. Lạc giật sắp quay trở về, có một số việc anh cần bàn riêng với em. Vâng. Mặc dù không biết anh ta nói gì, nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo. Đến phòng anh đi. Anh nói, thấy cô có chút do dự, lại bổ sung một câu. Yên tâm, em không cho phép anh sao dám làm càng không muốn đi cô chung mũi từ chối ha ha anh cười nhạt bắt lấy bàn tay của cô dắt cô đi tới gian phòng của mình bị anh nắm tay như vậy khiến cô nhớ lại nhiều năm trước từng nắm thật chặt cánh tay của anh dự định cùng anh chung sống cho đến kiếp sau người nào đó vẫn còn suy nghĩ lung tung sau khi thu hồi thực tại đã thấy mình đứng trong phòng ai kia khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới lần nữa phục hồi tinh thần, đồng thời mặt hồng, tim đập rộn ràng. Lạc giật, lúc nào thì trở lại? Ngày mai sao? Từng. Trưa mai sẽ về đến nhà. Cho nên anh có đôi lời muốn nói cùng em. Lạc ngạo thực đi tới quầy ba nhỏ trong phòng, rót thêm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Vâng. Lạc ngạo thực dơ cao ly rượu, nhìn về phía gương mặt kia, thông thả nói. Lạc giật là một đứa trẻ ưa thích sạch sẽ, em đừng nên chạm hoặc hôn bậy bà. Ngoài ra, cũng không thể đụng vào quần áo ướt của nó. Lạc giật bây giờ cũng sắp lớn rồi, em không phải tắm cho nó. Nhớ kỹ, đây là những điều cấm kỵ. Vũ nghe nhíu mày, quá khó chấp nhận. Nghiêm trọng vậy sao? Đây có thể là một loại bệnh tâm lý rồi tại sao anh không mang thằng bé đi trị liệu quần áo không cho đụng đến rõ ràng có phần thái quá anh ngang ngược nói dặn em như thế em chỉ cần làm theo là đủ còn nữa những yêu cầu này em cũng phải nói cho hoang hoang nghe chỉ sợ con bé còn nhỏ sẽ không nhớ hết vì thế em nhất định phải dặn dò cẩn thận người mặc chiếc khoác bông đứng giữa phòng khách ngơ ngác nhìn người trước mắt đây là thật sao vũ nghê ngồi xổm xuống dang hai cánh tay chuẩn bị tư thế ôm ấp con trai của mình lạc giật ngoan nhanh đến đây với mẹ mẹ lạc giật đem áo khoác cởi xuống bay vào lòng ngực vũ nghê lạc giật con cảm mạo sao rồi mau nói cho mẹ biết không sao ạ à. cũng chẳng có gì to tát từ nhỏ con hay bị vậy chỉ cần mấy ngày sau là khỏe hẳn thôi con còn có bác sĩ đặc biệt trông chừng nên chẳng có vấn đề gì đâu." Cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên nói, "Ha ha, chủ yếu là đã lâu rồi không nói nhiều như vậy, bây giờ còn được mẹ ôm, cậu bé cực kỳ sung sướng. Về sau mẹ sẽ tìm nhiều loại thuốc bổ để chống miễn dịch cho con, nhất định không thể ngã bệnh nữa." Vũ Nghe dùng sức ôm chặt con trai. Mặc dù là mẹ của thằng bé, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng con mình nói gì. Lạc giật hoạt bát, lanh lẹ, tương đối thích ứng. Từ trên vai mẹ, ngẩng đầu, nhìn người cao lớn trước mắt. Ba, con yêu ba. Ba thật là tuyệt quá đi, có thể đem mẹ trở về. Tốt rồi, lần này gia đình chúng ta đã đoàn tụ, con lại còn có thêm một cô em gái nữa chứ. Cậu bé vừa nói, vừa giống như con chuột nhỏ quò quậy trong lòng mẹ mình hoang hoang đứng ở một bên chung mũi một cái có chút không phục làm sao cậu biết tớ là em gái mình chứ chưa chắc tuổi tháng của cậu lớn hơn tớ nha tớ là con trai con trai thì phải vai với anh rồi cậu còn không biết mình sinh ngày tháng nào dĩ nhiên phải là em gái của tớ lạc giật từ trước đến giờ cậu luôn giỏi ngụy biện tớ không muốn làm em gái của cậu ghét hoang hoang le lưỡi liếc mắt 45 độ, dáng vẻ hết sức khinh bỉ. Cậu bé vọt khỏi vòng tay của mẹ, đi đến trước mặt cô bé. Thế nào? Làm em gái của tớ có gì không tốt? Chẳng phải con gái các người đều thích được gọi là em sao? Tớ là tớ đang muốn chăm sóc cậu sau này nha, sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người làm trai này chứ, thiệt là. Trong bụng nhỏ bé nghĩ nghĩ. Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cậu lớn hơn tớ chỗ nào tớ so với cậu tương đối bình tĩnh lại còn hiểu chuyện hơn nữa lạc giật à lạc giật không phải ở trường cậu đã có quá nhiều cô em gái rồi sao hứ cớ gì mình chịu lép với chấp nhận làm em gái của thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ không được nếu để tớ gọi cậu bằng chị thật quá mất mặt cậu bé dùng sức lắc đầu tuyệt đối không thỏa hiệp nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé tranh cãi gay gắt, dáng vẻ quyết liệt, Vũ nghe nhìn không được, cười phá lên. Ánh mắt của cô vô tình chạm phải gương mặt anh, trong nháy mắt khiến cô như ngọc thở, gương mặt chợt hồng lên. Bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên, anh lúc này đang chăm chú nhìn cô, sau đó đi tới gần. Thế nào? Anh không có lừa em, để em không gặp được con chứ. Vũ nghe chau mũi, miễn cưỡng thừa nhận chỉ là muốn khen ngợi cũng lười nói về sau không cần cứ phải nghi ngờ lời nói của anh phòng bị anh như thế thật là cảm thấy uất ức quá nói đùa oán trách nhưng cũng rất chân thành vũ nghê tránh né vấn đề tránh đi ánh mắt đối diện cúi thấp đầu cười không khí thật sự rất giống như người một nhà hình ảnh bây giờ như nhắc về giấc mơ đêm trước hóa ra lại ngọt ngào như vậy cánh tay của lạc ngạo thực rất tự nhiên vòng chắc qua người vũ nghê, thân thể thân mật dựa vào. Đừng! Cô cao mày kêu lên. Anh nháy nháy mắt. Thấp giọng cảnh cáo. Đừng quên chúng ta phải tập giả vờ trước mặt hai con. Nhưng biểu hiện cũng phải đứng đắn một chút. Dãy dụ thân thể, như một con sâu bướm. Lạch giật và hoang hoang cùng nhau nhìn về phía bọn họ, cô bé khó hiểu cuốn tóc đuôi bím của mình, cậu bé ngạc nhiên mở mắt thật to mẹ, tại sao mẹ lại không muốn để ba ôm? Không phải ba đã từng nói, giữa hai người đã giải quyết xong mọi hiểu lầm, bây giờ cả nhà cùng nhau sống chung, đều là đang gạt con sao? Không. Không có, tình cảm giữa mẹ và ba con rất tốt. Vũ Nghê vội vàng phủ nhận. Sau đó chủ động nhích tới gần lạc ngạo thực, biểu hiện tỏ ra thân mật. Kẻ được ông dĩ nhiên mượn cớ, nắm lấy cơ hội ông chặt người kia, môi mỏng thậm chí ấn xuống hôn lên trán người tội nghiệp vậy thì tốt hi hi ba mẹ có thể nào sinh thêm một em gái hay em trai cho con không con muốn làm anh trai muốn được làm anh trai nha hoang hoang cậu cũng muốn đúng không cậu bé bắt đầu lôi kéo cô bé vào cuộc à phải nha tớ rất thích cô bé nghiêm túc gật đầu sau đó quay đầu sang mẹ rồi nhìn qua lạc ngạo thực nếu chú và mẹ đồng ý đẻ thêm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Trước đây ở cô nhi viện, con từng chăm sóc trẻ nhỏ rồi nha, quản lý còn khen con tỉ mỉ. Không có vấn đề gì cả, ba mẹ không cần lo lắng, đã có con phụ giúp rồi, bảo đảm không sao đâu. Hoang hoang xung phong nhận việc. Lạc giật chạy lại chỗ ba mẹ, cánh tay nhỏ bé khoát lên hông của hai người. ngẩng mặt cầu khẩn nói. Ba, mẹ cần phải cố gắng lên nha gương mặt vũ nghê nhanh chóng ửng đỏ mấy đứa trẻ thời nay thật quá lợi hại thậm chí ngay cả chuyện của cha mẹ mình chúng cũng muốn quản mà chuyện làm cô càng thêm ngượng ngùng kêu trời trời không thấu chính là sau bữa ăn tối khi cô và hoang hoang chuẩn bị ngon giấc lạc giật chợt gõ cửa đi vào kéo cánh tay cô đi đến phòng ngủ chính hơn nữa còn ép buộc ba mẹ phải ở chung một chỗ, khiến cô không cách nào có thể chối từ. Cuối cùng không cưỡng lại được. Đứng yên bất động trong phòng của lạc ngạo thực. Cảm ơn em vẫn còn nhớ nhung yêu thương đến anh, anh rất thích. Sau khi thu xếp việc cho con trai ngủ, liền quay lại phòng ngủ chính treo gẹo nói. Người nào nhớ nhung yêu thương hả? Chỉ vì con trai yêu cầu, nếu không phải sợ thằng bé hoài nghi, thương tâm mà khóc, còn lâu em mới vác mặt đến đây. Vũ nghe giận hờn nói, hoang hoang đúng là trái tim thiên sứ, chẳng thể nào so sánh được với thằng bé lạc giật mưu ma trước quỷ này. Vậy thì nhanh lên giường ngủ đi, hiện tại cũng đã quá muộn. Đôi mắt anh hiện lên đầy quỷ kế. Tựa như một con sói chuẩn bị ăn thịt con lừa, nhìn chầm chầm món ngon trước mắt. À, phải biết là con trai mình không ngờ thông minh thế này, có thể dắt cô ấy vào tận trong đây nếu mà mình thật bỏ qua, bình thản đi ngủ, thật chẳng khác nào mình quá ngu dại. Không cần, anh cứ ngủ đi, em ngồi chỗ này được rồi. Vũ Nghê chỉ vào sofa bên cạnh. Mặc dù biệt thự có lò sưởi ấm, nhưng mà trời cuối mùa thu, thật lạnh thấu xương. Bàn tay anh bỏ vào túi áo ngủ, sau đó đi về phía Vũ Nghê. Động tác này khiến người ta có chút buông lỏng, không có mùi vị xâm lược, không cần phải quá cảnh giác. Em định cả đêm ngủ ở trên sofa. Nhẹ giọng nghi vấn. Vũ Nghê gật đầu một cái. Vậy còn sau này? Em cho rằng thằng bé lạc giật chỉ dắt em qua đây có một lần ư. Nói cho em biết, anh quá rành nó. Đừng nói là một ngày, có thể nó sẽ dẫn em qua đây mỗi ngày. Chẳng lẽ em tính mỗi ngày đều ngủ ở ghế sofa? em có thể ngã ra đất nghỉ ngơi. Lạc ngạo thực ngồi vào ghế sofa, khẽ rộng mở bắp đùi, vừa lúc đụng vào trên đùi vũ Nghê, cánh tay đưa ra khoác lên đầu vai của cô. Ừ, gần đây anh quá si mê động tác này, nó đem cảm giác ấm áp cho anh. Vũ Nghê, em không phải đang nói đùa chứ. Cô nghiêng thân thể qua một bên, thẳng thắn nói không đùa. Anh là một người đàn ông, lẽ nào lại để em ngủ dưới đất? đây không phải là tác phong của anh vậy chúng ta thay phiên đi như vậy càng công bằng cô nhanh chóng đề nghị lạc ngạo thực lắc đầu khổ sở nhíu mày xin lỗi anh tuyệt đối không muốn ngủ trên sàn nhà nếu phải ngủ như thế đối với đàn ông mà nói eo sẽ rất khó chịu cử động sau này cũng rất khó khăn em biết đấy đàn ông phải chú trọng vùng eo nói xong anh hướng cô nháy mắt tỏ vẻ mập mờ trên mặt cô chớp mắt ửng hồng mắt không biết phải di chuyển nơi nào nói lắp bắp vậy thì vô ích rồi cùng nhau ngủ trên giường không phải rất lớn sao giường lớn như vậy vì cái gì mà em cứ phải chọn sàn nhà thật ngu ngốc em nói xem có đúng không nói tới đây môi mỏng của lạc ngạo thực đã hướng đến gần bên tai vũ nghê giọng nói vừa dứt điểm hai tay anh đã cố định bả vai cô cánh môi tà ác bắt đầu cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn vũ nghê đừng trách anh vì em quá xinh đẹp cho dù em ngồi đây không làm gì cũng dễ dàng khiến anh phạm tội anh căm mồm tuân lệnh không nói nữa lạc ngạo thực chuẩn xác bắt lấy cánh môi đỏ mộng dùng sức hôn mạnh quả nhiên không nói gì nữa bàn tay đồng thời cởi ra từng nút áo ngủ trên người Vũ Nghê, nhanh chóng vuốt ve bộ ngực căng tròn. Những ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, nhào nắng qua lại trên điểm nhạy cảm. Đầu nhũ hoa hồng hào bị dày xéo từ từ căng cứng lên, như một bông hoa sớm nở đầu hè. Đừng! Tương! Cô suy yếu dãy dụa. Anh biết rõ, điểm mẫn cảm trên người của cô, tất cả đều nhớ trong đầu. Chỉ mới vài động tác nhỏ, đã vô tình khiến cô thở gấp không ngừng. Đừng bảo anh không nhắc nhở em, lạc giật ở phòng kế bên, cẩn thận thằng bé nghe được. Đầu lưỡi của anh tiếp tục đưa sâu vào trong miệng cô, di chuyển theo hình vòng xoáy, cuối cùng dây dưa, cắn, mút, khẽ liếm nhiều lần, sau cùng mới hạ thấp giọng rời khỏi môi cô.